Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2024, thứ năm, tuần thứ 21 thường niên, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Chích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đức Giêsu thấy ông Natanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Đối diện với sự thật, Khổng Tử nói: "Biết đạo lý không bằng thích nó, thích nó không bằng vui làm theo nó, và nghe được điều nghĩa mà không làm theo, có lỗi mà không sửa đổi, đó là những mối lo của ta." Vua Herode đã biết tới đạo lý thật nhờ tiếng nói của Gioan, đã thích thú với nó nhưng lại không làm theo nó. Vua được báo cho biết đã sai lầm khi lấy bà Herodia, vì bà ta là vợ của anh vua, nhưng vua vẫn phớt lờ. Cái sai càng nối tiếp cái sai, khi chỉ vì một lời hứa lúc cao hứng mà vua đã chặt đầu một người công chính. Vua Herode đã được biết sự thật nhưng không dám đứng về phía sự thật vì muốn bảo vệ địa vị của mình. Qua mọi thời vẫn còn nhiều Herode trong các xã hội. Các Herode ấy chính là những người chai lì trước lỗi lầm của mình, bưng tai bịt mắt trước các bất công xã hội vì muốn yên thân. Sâu xa trong những não trạng suy đồi ấy chính là việc người ta không còn tin tưởng vào công lý và tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thấy mình rơi vào những não trạng ấy không? Lạy Chúa, xin biến đổi con tim sợ hãi của chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho sự thật. Amen.